Thưa quý khán giả, hiện nay đồ chơi dành cho trẻ em thì chủ yếu được nhập từ Trung Quốc. Và đáng chú ý là các mặt hàng này không có nhãn phụ tiếng Việt, hướng dẫn sử dụng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hiểm, nhưng vẫn được bày bán tràn lan tại các khu vui chơi và cổng trường học. Và được biết, với giá rẻ, mẫu mã thì đa dạng, tích hợp nhiều tính năng. Đây cũng chính là lý do mà chúng ngày càng được ưa chuộng, không chỉ tràn ngập ở chợ mạng, chợ trời, tại các vùng quê, mà hiện nay còn trôi nổi đủ các loại đồ chơi giá rẻ không rõ nguồn gốc. Thế nhưng gần đây thì liên tiếp xuất hiện tình trạng những thiết bị điện, đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc, sử dụng pin gặp sự cố cháy nổ, gây thương tích nghiêm trọng, đã giống lên một hồi chuông cảnh báo cho nhiều gia đình. Nhiều kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, có thể chuyển động, phát sáng hoặc phát ra những âm thanh vui tai. Những loại đồ chơi điện tử chạy bằng pin như thế này được rất nhiều trẻ em mê mẩn. Với giá rẻ, mẫu mã đa dạng, tích hợp được nhiều tính năng. Đây chính là lý do những mặt hàng này rất được lòng nhiều phụ huynh và trẻ em. Vì thế, nhiều cha mẹ mặc nhiên cho con sử dụng những loại đồ chơi chạy bằng pin mà không biết rằng đằng sau sự tiện lợi lại chính là mối nguy cơ khôn lường đối với tính mạng con trẻ. Mới đây ngày 15 tháng 8, bé trai TK 8 tuổi, ngụ tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nhập viện trong tình trạng tổn thương động mạch quay, trách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới, lộ xương cổ tay. Nguyên nhân được xác định là đồ chơi bằng pin phát nổ khi bé đang chơi. Trước đó, bé Nguyễn Chí Tê, sinh năm 2002, ngụ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, phải nhập viện mắt thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng thụt đốt một số ngón tay, trách giác mạc, vỡ nhãn cầu, dị vật nội nhãn và đục thủy tinh thể mắc phải do pin điều khiển ô tô đồ chơi phát nổ. Thế nhưng điều đáng nói là dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, thế nhưng hiện nay tại nhiều điểm bán đồ chơi trẻ em thì các loại pin sạc đồ chơi Trung Quốc vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, đặc biệt là ở chợ mạng, chợ trời với giá rẻ từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng mà không hề được cảnh báo nguy hiểm hay có nhãn mác kiểm chứng chất lượng. Đáng nói, hầu hết các bậc phụ huynh đều rất là chủ quan, không mấy quan tâm đến chất lượng an toàn của pin khi gắn vào đồ chơi cho trẻ. Và thậm chí, những trẻ lớn hơn tự tháo ráp pin mà thiếu sự giám sát của người lớn thì lại càng nguy hiểm hơn, bởi vì nếu như không cẩn thận, chúng có thể gây chạm, chập và dẫn đến cháy nổ. Nhưng hiện nay, tại nhiều điểm bán đồ chơi trẻ em, các loại đồ chơi bằng pin vẫn được bày bán tràn lan, với giá chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, với đủ mọi kiểu dáng thể loại như ô tô đồ chơi, búp bê, cây đàn. Lướt qua các cửa hàng đồ chơi, nơi nào cũng đều bán pin kèm theo, trung bình từ 5.000 đến 20.000 đồng một viên pin tùy loại. Những loại pin thông dụng thường là pin tiểu, pin AA hoặc pin cúc áo. Điều đáng nói là trên tất cả các loại pin này đều không có nhãn dán tiếng Việt và không hề được cảnh báo nguy hiểm hay nhãn mác kiểm chứng chất lượng. Khi phóng viên thắc mắc về độ an toàn của pin với một tiệm đồ chơi trẻ em, người bán thản nhiên trả lời: "Nó hả? Nổ không trời? Nổ, pin nhỏ, pin tiểu mà sao nổ? Tại tao bán cả chục hộp. Làm gì đâu nổ, phải chứ trực đế tiện đâu cưng, này bằng pin mà em, nó đâu có mạnh đến nỗi nổ em. Cả đống người chơi mà đâu phải mình đâu. Không nguồn gốc xuất xứ, người bán thì mập mờ về chất lượng, nguy cơ pin đồ chơi phát nổ là rất cao. Rất phát triển của pin chính hãng thì nó tốt hơn, nó ít dở hơn và nó bảo vệ tốt. Thành ra khi mà ta có va chạm mà chúng ta chạy nóng lên thì nó cũng không tới nỗi là nó bị vỡ ra. Thì đối với những cái pin mà không chất lượng thì những cái lớp cách điện đó nó mỏng, nó dễ vỡ. Thì chỉ cần va chạm nhẹ nó cũng vỡ, hoặc là vừa hơi nóng lên thì nó cũng vỡ. Mà khi nó vỡ ra thì nó gây ra ngắn mạch ở trong pin, pin sẽ phát nóng lên. Pin phát nóng lên thì nó sẽ tạo ra những cái khí hydro nó dễ phát nổ. Thực tế, đa số phụ huynh khi mua đồ chơi cho con chỉ để ý đến hình thức bên ngoài của đồ chơi và giá tiền, không mấy ai quan tâm đến chất lượng pin được sử dụng bên trong. Thậm chí, khi đồ chơi được mua về nhà, nhiều cha mẹ còn để con tự lắp ráp pin mà không có sự kiểm soát của người lớn. Trẻ con vốn hiếu động, trong quá trình chơi, chúng có thể đập pin, lắp pin sai cực, nguy cơ pin phát nổ là vô cùng cao. Ngoài ra, những loại pin kém chất lượng rất dễ bị hỏng, chảy nước. Ngoài nguy cơ phát nổ cao, thì dung dịch trong pin dễ gây ăn mòn quần áo, ăn mòn da và gây nhiễm độc kim loại nặng, nhiễm độc da khi trẻ tiếp xúc. Thông thường những cái pin kém chất lượng nó không có bảo đảm được cái độ kín của pin.
những cái hóa chất ở trong đó nó có thể tiết ra rất dễ dàng. Không những tiềm ẩn nguy cơ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, các loại pin kém chất lượng thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có thể tác động đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia kỹ thuật, bình thường thì vỏ ngoài của pin thường được bọc bằng kẽm, nhưng nếu như trẻ ngậm mút lâu ngày hoặc là gặm cắn quả pin thì cũng dễ có nguy cơ nhiễm độc chì trong pin. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý khán giả về hiểm họa từ pin kém chất lượng này trong kỳ sau vào ngày mai. Mời quý khán giả tiếp tục đón theo dõi. Còn bây giờ, xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khán giả, hiện nay đồ chơi trẻ em nhập ngoại chiếm khoảng 90% thị trường và hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Gần đây thì các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện các loại đồ chơi này đa phần có chứa các chất độc hại đối với sức khỏe của con người. Và như trong chương trình Góc nhìn đa chiều vào ngày hôm qua thì chúng tôi có đề cập đến các loại đồ chơi được chạy bằng pin. Bên cạnh nguy cơ phát nổ khi đang sử dụng thì các loại pin đồ chơi không rõ nguồn gốc, không được kiểm định thì lại ẩn chứa một mối nguy lâu dài hơn đối với sức khỏe của trẻ. Và nguy hại đó là gì? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Không chỉ nguy cơ pin phát nổ, nguy hiểm cho trẻ còn đến từ việc nhiễm độc chì khi chơi đồ chơi bằng pin. Đối với những loại pin kém chất lượng, vỏ ngoài bằng kẽm dễ bị mòn hoặc rò rỉ. Trẻ em vốn hiếu động, chúng có thể ngậm, nuốt hoặc dây pin vào tay chân gây nhiễm độc chì. Nhiễm độc chì gây ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa. Trường hợp nặng sẽ gây suy thận, viêm cơ tim. Nguy hiểm hơn, chì gây tổn thương não, khiến trẻ dễ bị co giật, hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, thời gian điều trị để loại chì ra khỏi thận là 7 năm và ra khỏi xương lên đến 32 năm. Pin đồ chơi của em bé thì không phải chỉ nhiễm độc chì không. Nó nhiễm độc nhiều kim loại lắm, nó có cả thủy ngân, rồi cadmium, rồi nickel, rất là nhiều kim loại này. Mà tất cả những loại đó thì là không có được xuất hiện trong cơ thể con người. Khi có là nó gây nhiễm độc. Thì tôi chỉ nói là đương nhiên những cái loại pin trong đồ chơi thì đương nhiên nằm yên trong hộp rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta để lâu, chúng ta không có để ý trẻ em nó chơi á, mà nhất là nó chảy ra, khi pin nó cũ quá nó bị chảy ra, thì nhớ rằng là chì, thủy ngân nó hấp thu phải chỉ nuốt vô bụng, phải trẻ cầm rồi nó dính, nó liếm là bị nó thấm trực tiếp qua da được. Những cái kim loại nặng nhất là chì và thủy ngân qua da được. Hơi thở hít dễ bị. Ở trẻ gầy, ốm, còi cọc cũng lớn được. Bởi vì chì nó làm ức chế tủy xương, xương không phát triển, rồi không tạo máu được, rụng tóc, rồi ảnh hưởng nội tiết vô kinh, trẻ em gái thì chậm dậy thì em trai thì teo tinh hoàn, rồi nó ngừng nhiễm độc hệ tiêu hóa, đau bụng thường xuyên ngoài mà không biết lý do, rồi nó thải qua thận, rồi nó lắng động lại trong thận, nó tạo nghẹt những cái ống thận mà ly tí ra bằng mắt thường này, nó làm hư hại cái thận một cách từ từ, rồi thấm vô hệ thần kinh trung ương. Gây ra những cái triệu chứng liệt hay là mất trí, vân vân. Không chỉ thế, thông thường khi pin không còn giá trị sử dụng, người dân có thói quen vứt bừa bãi hoặc bỏ chung vào thùng rác gia đình như các loại rác thải khác. Các chất độc hóa học có trong pin sẽ đi vào môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm đất và không khí. Lượng thủy ngân có trong một viên pin nhỏ cũng có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất đến 50 năm. Khi con người hấp thụ qua đường ăn uống hoặc hít thở, các độc tố phát tán từ pin có thể gây hại não, thận, hệ thống sinh sản và tim mạch. Đồ chơi trẻ em như là một công cụ để cho các bậc cha mẹ giao tiếp cùng với trẻ, giúp trẻ phát triển về trí tuệ, kích thích trí tò mò, óc tưởng tượng và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo. Với thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng và bắt mắt, nhất là những loại đồ chơi điện tử, thì việc lựa chọn món đồ chơi phù hợp với trẻ ngày càng không phải là một điều dễ dàng. Và trước sự phong phú đa dạng của các loại đồ chơi điện tử hiện nay, đặc biệt là đồ chơi được sử dụng pin, thì nhiều chuyên gia cũng đưa ra những lời khuyên các bậc cha mẹ cần phải đặc biệt lưu tâm về vấn đề an toàn sức khỏe cho trẻ trước nguy cơ phát nổ, rò rỉ và nhiễm độc chì do sử dụng các loại pin kém chất lượng. Chúng tôi xin được tổng hợp một vài lưu ý sau đây. Để đảm bảo an toàn cho con trẻ, các bậc cha mẹ cần lưu ý nên chọn mua đồ chơi cũng như pin đồ chơi có nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, nơi bán uy tín. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thiết bị, cảnh báo nguy hiểm của pin, để pin xa các nơi có nguồn nhiệt cao, tránh va đập mạnh. Và nếu có dấu hiệu hư hỏng, tốt nhất là nên loại bỏ.
dùng băng keo dán kỹ vị trí lắp pin để trẻ khó lấy ra được. Nên chọn các loại vật dụng dùng pin tiểu lớn, tránh dùng pin cúp áo. Nếu có, cần để xa tầm tay trẻ. Với đồ chơi điện tử thì pin chính là điều kiện không thể thiếu để cho chúng hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh phát nổ và chứa chất độc hại do kém chất lượng, thì pin cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều tình trạng nguy hiểm nếu như trẻ ngậm hoặc là nuốt. Nguy hại là như vậy, thế nhưng nhiều bậc phụ huynh thì thường không để ý đến việc lựa chọn pin cho các loại đồ chơi điện tử. Trong khi trên thực tế, thì pin chính là một phần ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của những loại đồ chơi và cả sức khỏe của trẻ nhỏ. Do đó, khi chọn đồ chơi cho trẻ, thì việc an toàn nên là một vấn đề được đặt lên hàng đầu, nhất là vào thời điểm cuối năm là cơ hội để các đối tượng buôn lậu vận chuyển đồ chơi điện tử có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng từ nước ngoài qua biên giới về tiêu thụ trong nước hòng trục lợi. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.